Mến chào quý vị khán thính giả. Vậy là câu chuyện Trong Tay Ương đã được vén màn ở video trước, nhưng có nhiều tình tiết cài cắm khiến không ít bạn còn tò mò. Vậy nên hôm nay chúng ta ở đây để phân tích Tay Ương. Chó vô gần để dẫn đường cho con Hu về nhà. Lao, con Hu làm gì có nhà mà về? Đầu tiên có lẽ chúng ta đều tò mò về nhân vật Phương, cô đồng hay cô thầy bói. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giúp Huy nói chuyện với gia đình đã khuất của cậu ta? Ngó qua về căn cứ của cô đồng, chúng ta thấy được nơi này có những nguồn sáng kỳ lạ, giống hệt ánh đèn điện chiếu rọi hôm mà ông Nhật bà Loan gặp tai nạn giao thông. Xung quanh cô Phương là hình ảnh con cóc ngậm tiền và cờ phướn. Cóc ngậm tiền về mặt phong thủy giúp mang lại tiền tài cho gia chủ. Ngoài ra, hình lưỡng nghi trên đầu nó còn có ý nghĩa cho sự bảo vệ. Tiếp theo là cờ phướn, thường xuất hiện ở những đám tang. Loại cờ này có khá nhiều ý nghĩa, như ở trong game, cờ có hình tam giác nhọn giống mũi tên, nó biểu tượng cho nọc, dương, lửa. Ở trên bàn làm việc của cô Phương có bát hương vòng, nhiều chai thuốc an thần, vài bông hoa hướng dương và một cái hũ bí ẩn mà mình đoán là hũ cho cốt của ai đó. Huy sau khi ngồi xuống ghế có cảm thấy như xung quanh mình có ai đó hoặc thế lực gì đó lởn vởn, và cậu ta thật sự không hề nhầm. Sau khi chạm vào người Huy, cô Phương bị rùng mình. Hành động này khá giống biểu hiện của một người nhập hồn hoặc xuất hồn. Sau đó là câu nói không phải trùng tang đã giải thích tất cả. Tổng kết lại, cô Phương này là một người có căn âm, có thể nhìn thấy linh hồn của người đã khuất, giống như Huy. Vì Huy cũng là một sản phẩm xuất phát từ một buổi cầu tự mà ra. Có điều cô Phương này rất thuần thục về khả năng của mình, nên cô được nhiều oan hồn đến tâm sự, sẻ chia. Điều này kết hợp với tai nạn của bố mẹ Huy, cộng với những gì thầy Pháp Đại Cường nói ở cuối, chúng ta có một giả thuyết cực kỳ thú vị. Đó là căn phòng mà cô Phương đang ngồi chính là địa ngục. Nó cũng chính là đích đến nơi cuối cầu thang kết thúc Early Access. Nếu để ý những chiếc cột trong trường đoạn đi trên những sợi chỉ đỏ, chúng ta có thể thấy rằng logo trên cột chính xác là avatar Zalo của cô Phương. Điều này có nghĩa là cô Phương vẫn âm thầm trợ giúp Huy trong hành trình tìm ra sự thật. Nói qua về biểu tượng kỳ quái này, hai cái ở dưới giống như đôi mắt đang mở, nhìn chằm chằm. Còn hai cái ở trên giống như đôi mắt đã nhắm lại. Chưa chắc chắn nhưng theo nhiều manh mối rất có khả năng đây chính là biểu tượng mắt quỷ. Theo nhiều tín ngưỡng, mắt quỷ đại diện cho sự thèm khát, đố kỵ hay điềm báo của sự bất hạnh. Nếu biểu tượng này đại diện cho cô Phương thì người đàn bà này khó có thể là một người tốt. Việc bà ta giúp đỡ Huy tìm kiếm sự thật của gia đình mình rất có thể là để phục vụ cho một âm mưu khác. Một âm mưu có lẽ cũng giống với lão lợi danh, đó là tìm được vị trí của Tai Ương và điều khiển con quỷ này. Nhưng vì sao phải mất công giúp thằng Huy trong khi Tai Ương vốn đã hợp nhất? Là vì một phần của nó, con bé Huyên, chưa chịu khuất phục, hoàn toàn trở thành quỷ. Điều mà mình sẽ nói rõ ở phần cuối. Điều thứ hai mình muốn đề cập đến đó là những sợi chỉ đỏ. Nếu theo ý nghĩa thông thường, sợi chỉ đỏ sẽ mang lại may mắn, tài lộc, tình yêu. Nhưng trong Tai Ương, sợi chỉ đỏ này có ý nghĩa sâu xa hơn. Các bạn có biết về múa rối nước không? Về cơ bản, múa rối nước là việc các nghệ nhân ngồi trong buồng trò để điều khiển con rối. Thứ mà họ sử dụng chính là dây. Vậy nên những sợi chỉ đỏ này ẩn dụ cho việc những thành viên trong gia đình Huy đang bị điều khiển bởi một thế lực siêu nhiên nào đó. Minh chứng rõ rệt nhất cho điều này là mẩu tin radio phát trong căn chung cư cũ của gia đình Huy kể về người mẹ ngồi ở chiếc máy may có một đoạn chỉ đỏ thừa trên đầu. Khi giật ra, đầu bà ta xoay 180 độ, trông rất kinh dị. Hay khi chúng ta được thấy những bức họa của con bé Huyên cũng được treo xung quanh những sợi chỉ đỏ và trường đoạn đi qua những cái cột của Huy như đã nói ở trên. Điều này càng chứng minh một điều rằng cô Phương là một mấu chốt rất quan trọng của câu chuyện này. Điều tiếp theo là thứ mà mình nghĩ chắc chắn các bạn cũng rất tò mò. Đó là ý nghĩa những bức tranh của con bé Huyên. Bức đầu tiên chính là cô gái mặc đồ trắng, tóc đen dài. Cô gái này hiện tại đang là một ẩn số, nhưng theo những thông tin kết nối từ radio cũng như các teaser, mình nghĩ rằng đây chính là cô gái năm xưa đã tập bay từ tầng nào đó của chung cư và hạ cánh ngay trước cửa sổ phòng con bé Huyên. Vì lý do chết oan, cô gái này trở thành oán linh nên cứ quanh quẩn gần khu vực mình tạ thế. Đây có lẽ chính là cô trinh nữ thứ tư mà không có di ảnh và bát hương ở nhà lão lợi danh. Cô gái này sau khi được đắp chiếu tại khu vực gửi xe của tòa chung cư đã bị hai bố con Đại Cường và Lợi Danh mang đi để hoàn thành nghi lễ trấn yểm. Cũng theo lời ông Cường, khi vào địa ngục Tai Ương để hóa giải bùa chú cho bốn cô gái được siêu thoát, lão Danh phản bội ông ta. Hành động phản bội này có lẽ đã khiến hồn phách của cô gái áo trắng trở lại và quanh quẩn trước nơi mà mình đã chết. Con bé Huyên có căn âm nên đã nhìn thấy cô gái này, thậm chí coi bóng ma đó là chị gái, kể cho cô ta nghe hết những uất ức ở trong lòng. Bằng chứng cho chuyện này là việc phòng con bé Huyên có tới hai cái chiếu nằm ngủ. Sự gắn kết này sâu sắc đến mức cô gái áo trắng kia cũng chỉ cho Huyên những gì mà nó thấy. Đó chính là lời giải thích cho bức vẽ con dán và hai cái vòng tròn xanh đỏ đan vào nhau. Huyên và cô gái áo trắng đã gần như hòa làm một,
về cả thể chất lẫn tinh thần. Đó là lý do con bé nhìn thấy những con rắn màu đỏ. Đây không phải là một con rắn bình thường, mà chính là hình dạng của Pháp Sư Đại Cường. Yếu tố cuối cùng mình muốn nhắc tới đó chính là con quỷ tai ương. Phần này sẽ hơi dài và chồng chéo lên nhiều sự kiện. Mình sẽ phân tích một cách đơn giản nhất. Các bạn có để ý cánh tay của con quỷ tai ương không? Có một miếng vải nhỏ buộc ở cổ tay, nhưng có những cánh tay lại không có. Điều này giúp chúng ta có những manh mối cực hữu ích. Trở lại khu vực bạn đối đầu với ông Nhật, khi nhặt những mảnh còn thiếu của rối gỗ người thân, chúng ta thấy rằng chúng được bảo quản bởi những cánh tay buộc vải. Đó chính là những cánh tay của tai ương. Tiếp đến, khi ông Nhật bà Loan gặp tai nạn, cũng là hai cánh tay y hệt, nhưng lại không đeo vải. Vẫn là cánh tay của tai ương, nhưng chi tiết hơn thì là cánh tay của con bé Huyên. Đúng vậy, chính nó cùng với một phần tà ác của quỷ tai ương đã trả thù bố mẹ mình. Thậm chí trước khi xảy ra sự việc đó, nó còn từng điều khiển tâm trí khiến ông Nhật ra tay điên loạn với một người hàng xóm, không ai khác chính là lão Lợi Danh. Quay trở lại việc tại sao tay của con Huyên lại không đeo vải, có một giả thuyết hơi đắc ở chỗ này. Con Huyên chưa hoàn toàn trở thành một phần của tai ương, đó là lý do có một phần khuôn mặt của con quỷ vẫn có nét của con người. Để ý khuôn mặt đi, đôi mắt đã hỏng rồi. Đó là lời giải cho bức tranh đôi mắt mà Huyên hay vẽ. Có thể khi tiếp đất, cô gái áo trắng kia đã chấn thương mắt nghiêm trọng. Bổ trợ thêm cho giả thuyết này, đó chính là những bước đi loạng choạng khi Huy chứng kiến con quỷ tai ương hợp nhất thành một. Nó chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình. Còn việc tại sao con bé Huyên chưa hoàn toàn trở thành tai ương á? Đây chính là chỗ mình bảo đác này. Một trong những điều kiện để có thể hợp thành một thể tai ương đồng nhất là phải từ thi thể của bốn cô đồng trinh, đúng không? Vậy đơn giản là con bé Huyên không còn. Và người liên quan nhất đến việc này có thể là ai? Mình gợi ý nhá, hàng xóm, hoặc cũng có thể là chính ông Nhật. Sau những lần say xỉn, ông đã nhìn nhầm con bé Huyên nhang nhác bà Loan. Và rồi ông hành động như vậy có lẽ là để trả thù việc con Tu Hú gửi nhờ đứa con. Đó là lý do ở bài tập làm văn về anh trai, Huyên ngoài mơ ước anh trai trở nên giàu có, dẫn nó đi xem múa rối nước, còn có dòng cuối bảo vệ em. Ông Nhật ngoài ra còn hay giao lưu võ thuật với con Huyên, bằng chứng là những tiếng kêu thất thanh khi chúng ta trốn trong tủ. Một số yếu tố ẩn dụ nho nhỏ mà nhà phát triển cài cắm, như hình ảnh con Huyên múa trước bức ảnh, mọi người quay lưng với con bé, những sợi dây bỗng dày đặc như tơ vò, hay hình ảnh ông bố khi vứt đi hộp màu, toàn bộ khung cảnh chỉ còn đen trắng, hình ảnh ông bố bụng to vì xơ gan cổ trướng. Ngoài ra còn có thể hiểu là ông là một người để bụng, hiền lành nhưng cục tính. Hình ảnh của Huy có rất nhiều con rán bò xung quanh, bí mật hé lộ về thân phận thật sự của cậu. Đó là cơ bản những gì mình suy luận, phán đoán ra được từ những manh mối trong game sau hai lần chơi. Thật ra còn vài tình tiết khác có liên quan đến ba cô gái còn lại trong nhóm trinh nữ bị chấn yểm, nhưng các tình tiết còn khá mơ hồ nên chưa thể phân tích được gì nhiều. Hay việc rất nhiều cánh tay của quỷ tai ương ở cuối Early Access có ý nghĩa gì? Thì mình nghĩ đơn giản là chúng ta chưa được thấy hình dạng hoàn thiện của nó thôi. À, còn giọng nói trong tủ mỗi khi chúng ta trốn ông Nhật là ai? Chính xác là của cô gái áo trắng. Khi hòa làm một về tâm trí với Huyên, cô cũng cảm nhận được nỗi đau của con bé. Các bạn có đồng ý với những phân tích của mình không? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Như thường lệ, tôi là Châu Uy Linh. Còn bây giờ thì, see ya!